Xin chào quý chị em khách hàng, nay em lại vào cái chuyên mục nhà có gì bán đó anh chị em. Thì bây giờ em có soạn ra được một vài ít đồ ha, cũng đồ lặt vặt linh tinh, đồ điện Nhật này, hay là đồ những cái đồ gia dụng anh em xài trong trong mục đích gia đình cũng rất ok ha. Rồi bây giờ đầu tiên là em quay mấy con em còn được vài mấy con Dyson kìa, qua đây quay đi Lộc ơi. Đây em còn mấy con Dyson này ha, mấy con hút bụi Dyson V10 anh em ha. Em chủ yếu bán dòng V10 ha. Thì bên em vẫn bán là giá 3 triệu 8 ha anh chị. Thì đây sản phẩm thì nó cũng cũng dạng là xài lướt anh chị, xài lướt ở bên bên siêu thị. Thì bên em có về được một lô cũng khá là nhiều đó, đâu đó khoảng tầm 100 con ha. Thì những cái con này thì cơ bản là họ sẽ có xài lướt ha, nên hơi bám bụi một tí, nhưng mà hình thức lướt thì tầm khoảng 97 tới tầm 98% anh chị, nó rất là mới ha, cây này cũng rất mới tinh này ha. Thì bộ phụ kiện của nó gồm một combo hút bụi Dyson V10 ha, con này thì rất là thương hiệu Dyson, rất là nổi tiếng anh chị ha. Thì con hút bụi Dyson V10 này thì tổng cộng có ba cấp độ ha, ba tốc độ chạy đó, lọc là lọc filter đó, lọc tấm lọc hai nè, cái là tấm lọc hai bơ ha. Rồi rất là xịn. Rồi ở đây có một cái đế treo tường này ha, một cục sạc đi kèm đó, một cái hút khe ha, một cái hút khe, một cây nối dài bằng ống nhôm đó. Thì một cái đầu hút chổi và một cái bàn một cái hút bàn lớn ha. Đó, tất cả thì nguyên set như này em bán với giá 3 triệu 8 anh chị, mua set 3 triệu 8 đó. Con này hết pin thì sao đây? Đó. Đó thì máy hoạt động bình thường rất là chân tru anh chị đó. Thì con này bên em vẫn bán với giá 3 triệu 8 ha, hút bụi Dyson V10 thì hãng này rất là nổi tiếng rồi ha. Em bán một full bộ như thế này giá là 3 triệu 8 giúp em ha. Đó, hút bụi ha, hút bụi cầm tay, công suất nó cũng rất là lớn anh chị em ha, chạy động cơ rút led. Rồi tiếp theo em đó, một cái em còn sót một cái con máy cưa lọng gỗ chạy điện 100V anh chị, mà ở đây nó bị nói chung mọi thứ thì hoạt động bình thường hết á. Thì ở đây nó bị mất một cái nút chốt á, chốt gài cho nó chạy liên tục anh chị. Thì bên em bán luôn ha, nó gãy với chốt này, bữa em bán 200 một con máy á. Thì bên trong nó bị nó đi kèm anh em tổng cộng là 2-3 tới 3 lưỡi lần ha, tới 3 lưỡi lưỡi gỗ, lưỡi sắt, lưỡi ấy này cho các anh em làm DIY này ha. Rồi có điều tóc luôn ha. Rồi con này xài điện áp 100V luôn, với em điện áp 100V ha. Rồi con này em để danh giá cho anh em là 170.000 ha. Nó mất một cái chốt ăn, một cái chốt ở đây ha, một chốt an toàn đó một. Rồi thì điện áp 100V 170k giúp em đó. Rồi tiếp theo ở đây em có một con mấy quạt Tecnot, quạt 360 độ chị em ha, vừa quay 360 độ vừa ngửa lên ngửa xuống ha, tầm khoảng đâu đó khoảng 180 độ luôn ha. Con máy này thì chạy bằng motor ha, motor rất là ok đó, thì chạy bằng động cơ motor. Thì con này có mã của nó là SAK340DC ha, chạy bằng động cơ DC, chạy rất là êm anh chị, cũng nhỏ gọn để anh em để trong trong phòng làm bàn làm việc thì cũng rất là ok ha, rất là nhỏ gọn anh chị. Thì ở đây nè, nó có tổng cộng là đảo chiều nè, ngửa lên ngửa xuống nè, xoay ha. Đó, nó quay 360 vậy anh chị em ha, hoặc là cái đế xoay như thế này cũng ngửa qua ngửa lại bên đây. Thì khoảng tầm 180 độ. Đó, chế độ quạt, chế độ hẹn giờ, chế độ chạy đêm ha. Nói chung là mọi thứ rất là ok ha. Xài điện auto từ 100 tới 220V. Thì con máy quạt này em để giá anh em 1 triệu 3 ha, 1.300.000 đồng để đo sơ qua kích thước ha. Kích thước của cái lồng này là khoảng rồi, kích thước của cái lồng này khoảng 23cm ha. Em nghĩ cái đường kính của cái cánh thì khoảng tầm đâu đó khoảng rơi vào tầm 14cm, 15cm đó. Đó thì con quạt Tecnot thì rất là xịn rồi ha, đợt trước em có bán rồi ha, chạy động cơ DC rất là êm ha, rất là êm mái, quay 360 độ và quay xoay giáp dòng được ha, sắp giáp dòng được tầm khoảng 180 độ luôn á ha. Rồi ở đây em còn sót một vài cây cưa kiếm điện ha, cây cưa kiếm điện nồi điện Nhật xài điện áp 100V đó, điện áp 100V. Cái con này bữa giờ em giới thiệu cũng nhiều rồi ha. Rồi con này thì mới tin anh chị, mới tin nè, em xem ơi,
con này mới tinh ha, cầm mới tinh đây. Rồi ha, chàm mấy ông Nhật ông thiết kế một cái con cưa kiếm điện này thì có một kiểu ha, một cái kiểu cầm như thế này. Rồi thì con này dài điện áp 100V cho cánh em là cưa cắt sắt này, cắt gỗ này, cắt nhựa này, anh em làm DIY ha. Chủ yếu phụ thuộc vào cái lưỡi của anh em thôi. Thì con này để giá cho anh em là 190.000 ha, vẫn là 190.000 một con máy như thế này ha. Em còn sót 2 cây. Đó. Dành cho các anh em DIY, anh em làm thợ cũng rất là ok ha. Cần một cái con cưa kiếm điện. Vậy thì anh em xài. Rồi. Tiếp theo em có một cái con hút bụi ha. Hút bụi điện của hãng Hitachi ha anh chị. Con này hút bụi điện này thì con này nó rất độc đáo ở mỗi chỗ anh chị. Thì khi mà anh chị để cái cây này vô đây ha, là hút được bằng cái bàn này anh chị, đẩy lên đi tới được. Thì nếu mà không muốn hút bằng cái bàn này, hút những cái chỗ nhỏ khe nhỏ thì hút bằng cái cây này ha. Đó cây nó dài như thế này thì hút bằng cái cây này được luôn ha. Như bấm nút là nó gài luôn sao. Đó, cây này nó dài ha. Rồi thì những cái cây này thì để dùng để hút khe này ha, hút những cái chỗ nhỏ này, bấm hút vẫn được ha anh chị. Thì con này để giá cho anh em là tầm 500.000 một con ha. Máy thì vẫn chạy ha, em sẽ test chạy cho anh em. Đó, dây điện bên đây. Rồi, dây điện cũng tự rút luôn ha, dây điện tự rút luôn. Đó, thì mã của máy là BVSU3 ha anh chị. SU3 điện áp 100V, công suất tới 980W lần chị, hút rất là mạnh ha. Xài điện áp 100V, lưu ý với em điện áp 100V ha. Hãng là Hitachi. Đó. Rồi. Tiếp theo em có một cái bao đầy phun khử khuẩn ha. Phun khử khuẩn của hãng Ryobi. Thì cái con phun khử khuẩn này á, bữa giờ bán vẫn giá của nó là 190.000 ha anh chị. 190.000 một cái bao đầy này. Anh chị em nào có cái cục pin Ryobi á thì cắm vô xài ha. Cái con này chủ yếu dùng để khử khuẩn những. Rồi, tiếp theo em còn một cái vài cái mạch điện ha, bản mạch điện tử dành cho các anh em nào là chế cháo được ha. Cái mạch này là mạch inverter để chuyển điện anh chị. Thì anh em có một cái hai cái bình đấu hành 24V ha, đấu 24V xong cái câu vô đây ha. Thì nó có thể ra được cái bản mạch này tổng cộng là 1 2 3 4 4 4 cái chui này là 220 ha, 220. Đó, ở đây có một cái đồng hồ để hiển thị setup này ha, hoặc là bấm on off bên trên đây. Đó, rồi thì cái con này thì bữa giờ em vẫn bán là giá 130.000 ha, 130.000. Anh em câu 24V, khi mà 24V dòng áp đủ lớn anh em câu vô đây là thành nó ra được cái nguồn 220 cho anh em xài ha, thích hợp cho các anh em về chế cháo, đồ chế DIY rồi thôi. Rồi, tiếp theo em có một cái máy xay xay sinh tố đây anh em ơi. Máy xay sinh tố này cho các anh em mua về cho các chị ha, hoặc là các những bé gái nhỏ ha, tập ép uống trái cây rồi cho đẹp da đẹp đồ ha, bảo vệ sức khỏe rất là ok. Thì cái con này thì họ làm hình Hello Kitty rất là đẹp, rất là xịn anh chị. Thì con này để em xem coi, công suất điện áp là 100V ha, điện áp 100V. Đó, điện áp 100V, dùng anh em ép trái cây. Đó, hàng là mới tinh ha, chưa xài phát nào luôn anh chị. Anh chị nhìn cái lượt là biết này. Ha, còn nguyên siêu luôn nè. Rồi để em xem ra công suất nó đạt bao nhiêu. Rồi, điện áp 100V, công suất là 200W ha, công suất 200W. Về để anh em ép trái cây, ép sinh tố uống ha. Thì con này để chăm sóc sức khỏe của mình. Đó, con này thì để giá cho anh em là giá là 320.000 ha. Rồi, 320.000. Rồi, tiếp theo có một con máy in ảnh ha, in ảnh màu. Đó, in ảnh màu để xem coi. Đó, in ảnh mà in màu lấy liền anh chị. Thì con này mã của nó là Canon Selfie DS810 ha, có cùng dây điện nguồn. Đó, thì em nghĩ em xem thử là điện. Chạy auto anh chị, chạy điện từ 100 tới 220V ha, dùng để anh em in ảnh thẻ hay là in màu cũng rất là ok ha. Anh em chụp hình thì anh em để vô một cái gọi là USB hoặc là thẻ nhớ gì đó, anh em in ra ảnh ha, in lấy liền. Đó, thì con này để em xem coi,
độ phân giải là 4800 x 1200 dpi ha, full màu này, rồi sử dụng wifi này, OFP này ha, màn hình hiển thị là 2.5 LCD này, rồi nói chung là anh em có thể xẹt cái mã này ra ha, xem con này nó hoạt động như thế nào cái phần gọi là driver hay là phim quen gì của nó thì anh em cũng có thể tra trên mạng ha, em sẽ bán đại, sẽ bao chạy cho anh em thôi, nhưng mà sẽ bán với giá là xả rẻ ha. Thì con này đem để giá cho anh em là 700.000 đi ha, 700.000 một con máy này ha, sẽ bắt test chạy cho anh em, rồi sau khi gửi ha, test chạy xong rồi mới gửi cho anh em. Rồi ở đây em có một cái món gì nữa đây. Rồi ở đây em có một cái đồ rất là độc lạ của mấy ông Nhật ha anh chị em. Để con này dùng để này chắc điện áp 100V quá, em xem coi. Rồi điện áp 100V ha, công suất hút của nó là 300W. Cái này này, đó anh chị em khi mà em cho anh chị em bật rồi đó, anh em gì em quét rác á, lùa bụi á ha, lùa bụi thế này, anh em dùng cái cây đẩy, anh em đẩy vô đây ha. Khi mà nó đấu ha, đấu hai cái con đấu hai chạm hai relay này là cái máy nó tự động hút ha, nó hút bụi bặm ha, bụi bặm rác gì nó chứa vô đây ha, một cái hộp túi bụi như thế này ha, về để anh em nói chung là về để chơi được thôi, chứ anh em giờ anh em xài máy hút bụi cho lẹ đó. Thì cơ bản này cái hộp này để mua về chơi ha, chơi rồi làm những cái để trong một cái góc phòng á, để em dọn dẹp phòng cũng rất là ok đó, cơ bản thì cũng xài tạm được ha, nói chung mua về chơi thôi. Rồi thì con này em để giá anh em là 190.000 ha, 190.000 con máy này, lưu ý giúp em điện áp 100V. Rồi dây điện nguồn anh em thì em vẫn bán là một cặp dây ha, một cặp dây là 200.000 đó. Thì dây điện này là 12m anh chị, dây điện nguồn có dắt cắm luôn ha, có dắt cắm. Rồi thì dây điện này là cái lõi nó có nó tầm khoảng 0.6 ly ha, 0.6 ly đó. Thì dây là có cái lớp bố để anh em chống gập chống kéo ha, nó không bị đứt, và ngoài ra có một lớp siêu luôn ha, rất là tốt, dây này rất là xịn anh chị. Thì cứ một cặp như thế này em bán với giá là 100.000 ha. Rồi tiếp theo em có vài cái vòi xịt ha, sản xuất tại Đài Loan, cho các anh em mà làm chuyên người làm nén khí đó, cho anh em có máy nén khí ở nhà mà anh em có mấy cái vòi xịt bụi này ha. Thì em bán một cặp như thế này giá là 250 ha, một cặp đỏ đen, tặng kèm cho anh em một cái đuôi chuột ha. Cái này thì hàng bản Nhật nhưng mà sản xuất ở tại Đài Loan ha anh chị. Đó, xài rất là xịn ha. Đó, cho các anh em về xịt bụi. Rồi, ở đây em có còn vài cái bản viết điện tử này ha. Cái này thì em giới thiệu cũng nhiều rồi. Cứ 160.000 một cặp giúp em. 160.000 cặp đó, anh chị em về để ghi chú những cái những cái nốt cho các con em nhỏ làm theo, hoặc là các bé có thể để tập vẽ hay là tập viết chữ trên đây mức là ok ha. Đây anh chị, đó khi mà viết lên thì cứ bấm nút off là sẽ reset lại ha, đó chạy bằng pin đồng hồ. Rồi đó, một cặp như thế này em bán 80.000 ha, đi kèm với một cái viết như thế này này, nó tặng kèm anh em một cái viết này, bên sau có một cái bảng hit này ha, một cụ hit vô sắt này đó. Rồi nên anh chị em viết thứ hai làm gì, nói chung là nốt lại cho các bé ở nhà thôi, hoặc là dùng để cho các bé chơi vẽ vời cũng rất là ok. Rồi giá là 160.000 một cặp như thế này ha, một cặp hai cái đó, tính ra một cái là 80.000 anh chị. Rồi, ở đây em còn sót được một vài cái bộ. Cái này là cái túi đựng nước nó anh chị. Thì cái túi đựng nước này dùng để bữa về được cái lô này thì em được 4 cái này ha. Cái túi này để anh em đựng nước thôi, tầm khoảng đâu đó khoảng 5 7 lít nước á. Em đậy anh em đựng nước vô đây ha, nó sẽ không có bị chảy ra ngoài. Đó, thì đựng nước để anh em đi đâu đó thì mấy anh em sử dụng ha. Nói chung là đựng nước chỗ này để anh em xách này, có túi xách như thế này nè. Đó, có nắp đậy này để anh em khỏi bị chảy nước ra này. Rồi nói chung mấy cái túi đựng nước này thì làm bằng nhựa thôi anh em ha. Đó, thì bằng nhựa thôi. Rồi em để mấy cái túi này cho các anh chị là 40.000 túi ha, túi đựng nước. Đó,
Rồi 40 ngàn một túi, ở đây em có 4 túi ha. Rồi tiếp theo em có một em còn một vài cái sát sát máy cưa đĩa gỗ của Stanley ha anh chị. Thì con cưa đĩa gỗ này á, dùng cho các anh chị mà bữa là có mua bên em nó bán tầm mấy trăm con cưa đĩa này á, thì dùng để bây giờ dùng để làm sát để thay thế ha. Thì con này cơ bản này nó về hàng bãi thì nó bị cắt mất cái dây điện anh chị. Thì cắt mất cái dây điện này ha. Nói chung là máy thì vẫn chạy nghe, máy thì nó vẫn chạy nhưng mà cơ bản nó về thì mấy cái cử này nè nó hơi cứng này, hoặc là nó bị mấy cái che gió này nó hơi, ủa con này tốt rồi ta, xem qua, à nó mất, không đâu mất gì đâu. Thì cơ bản thì em bán những cái sát này thôi ha, những cái con này thì em gọi là sát đi. Cơ bản thì cái cử hoặc là cái che lưỡi của nó đang bị lỗi anh chị. Chị em về sửa sơ sơ là có thể hoạt động bình thường ha. Máy động cơ thì vẫn chạy nghe, động cơ thì vẫn chạy, khả năng nó bị kêu ha, nó bị kêu bạc đạn hay là bị kêu gì đó thì cơ bản là em sẽ bán sát. Đó, bán sát những cái sát con máy này thì cưa đĩa gỗ Stanley này giá của nó là 350 ha anh chị. Giá của nó là 350. Thì con này công suất nó tới 1.600W lực, thương hiệu là Stanley luôn ha. Đó, hàng này hàng em xách tay. Hàng bên mẻo gì. Đó. Thì động cơ chữ thay, cái lưỡi của nó là 185 ha. Lưỡi của nó là 185. Đó. Thì những cái sát cưa đĩa này thì anh chị em về sửa lại có thể là hoạt động bình thường ha. Hoạt động thành một con máy cũng được luôn, cho anh em về làm đi quay làm nghề mức là ok ha, rất là rẻ, 350 một con thôi. Rồi, ở đây em còn một vài cái ly đổi màu nè anh chị ha, một vài set ly đổi màu này. Thì cái ly này dùng để mua về em sử dụng chơi vậy thôi ha, chơi và dùng mua về cho con nhỏ ha, cho chị nhà cũng rất là ok. Thì những cái set ly đổi màu này thì em còn ở đây em còn chủ yếu là em còn màu cam và màu hồng ha. Một set ly này thì tính khi mà đổ nước lạnh vô anh chị thì nó đổi sang một cái màu khác ha, rất là độc đáo đó. Thì nhựa bên Nhật họ làm những cái nhựa này rất là an toàn đối với sức khỏe người ha. Nó rất là cứng này ha, nhựa nhưng mà họ rất là chỉnh chu, rất là cứng cáp này, không có ọp ẹp như những cái nhựa ngoài chợ đâu. Rồi thì có nắp đậy. Khi mà đổ nước vô thì là cơ bản nó sẽ đổi màu thôi, nhưng mà với phần đó thì cho các chị em các anh chị về chơi rồi thôi. Ống hút mà có ron luôn ha, cũng làm nhựa cũng an toàn thực phẩm, mới 100%. Những set ly như thế này em bán với giá là 100.000 ha, 100.000 một set 5 ly đó, một set 5 ly. Thì cơ bản là về anh em dùng để uống nước nước đồ hoặc là để tặng những chị làm văn phòng rất là ok ha. Rồi thì 100.000 set 5 ly, nó ly gọi là ly đổi màu anh chị ha, ly khi mà đổ nước lạnh vô thì nó đổi sang một cái màu khác ha. Đó thì chỉ có vậy thôi. Rồi ở đây em còn sót một set đồ nghề duy nhất ha. Để em xem coi cái này gồm cái gì. Cái này gồm vít không, vít ha, một set đồ nghề vít công. Cái này giá nhiêu Lộc ơi? 170.000 anh chị ha, 170.000. Thì tổng cộng ở đây em nếm sơ quá trời cái vít luôn nè ha, cho các anh chị về anh chị xài sử dụng mà sửa chữa linh tinh lặt vặt rất là ok ha. Mua về anh em làm nghề, ở đây có một cái vít đóng này ha, ở tổng cộng 2 4 6 8 10 12 14 cây ha, 14 cây vít, vừa vít dẹp vừa vít dẹp vừa có, ở đây có một cây BH này. Hai cây BH ha, cây hoa thị này, cây vít dẹp dài này, chủ yếu là vít dẹp anh chị. Thì anh chị mua nói chung mua cái combo này cũng rất là rẻ, giá là cũng 170.000 nè, 170.000 mà tổng cộng 15 cây vít ha, 15 cây vít như thế này đó. Thì các anh chị xài rất là lâu đó, rất là lâu hết. Thì 170.000 giúp em ha, đó cơ bản sẽ có từng này cây vít rồi, một set duy nhất ha anh chị. Ở đây em còn sót một cái vài cái thùng đạn ha, vài cái thùng đạn này được hồi xưa là dùng để đựng đạn AK đồ cho các trong quân đội anh chị. Thì bây giờ anh chị mua về có thể dùng để đựng decor, dùng để decor trang trí, hoặc là dùng để hoặc là cho các anh thích chơi, thích sưu tầm những cái đồ lính xưa ha. Thì hoặc là mua về đựng những đồ lặt vặt linh tinh cũng rất là ok ha.
Thì mấy cái đùng thùng này thì nó hơi xét một tí. Mấy cái thùng thùng này là thùng lớn, hơi xét một tí. Ở đây nó có để chữ thông tin nè, 5.56 ly ha, là đạn AK nè. Hồi xưa dùng để đựng đạn AK. Xem coi. Hey, nói chung mà mua về đựng những cái đồ linh tinh và dùng để decor thôi. Chủ yếu những cái thùng này dùng để decor thôi, bên trong hơi xét một tí ha. Em đo sơ qua kích thước chiều dài của cái thùng đựng đạn này là 30 cm. Cái chiều ngang là tầm 15 cm ha, 15.5 cm. Đó, thì thùng này giá là nhiêu giá là 200.000 giúp em ha, một cái thùng đựng đạn 200.000. Rồi, còn cái gì nữa ta? Set lăn bụi đi ha, còn cái set lăn bụi nè cho các anh chị lăn bụi nè. Một cái set lăn bụi bụi nội địa Nhật này dùng cho các anh chị dùng rất là lâu ha. Khi mà anh chị có sofa hay là ghế đồ á, ghế vải hay là những cái áo lông anh chị mà hơi dính, gọi là hơi dính bụi nè ha, dính bụi nè, dính dính lông nè, dính bụi, dính lông nè, chú ý là dính bụi, dính lông nè, hoặc là dính những cái con gì đó thì anh chị lăn nó sẽ bám bụi vô, chủ yếu là phần bám bụi thôi. Phần bụi với lại phần dơ thôi, này lăn là nó dính hết vô cái cây lăn bụi ha. Thương hiệu là nội địa Nhật ha, Life Flex nội địa Nhật. Bên này thì ta tặng kèm anh em là ba cái cuộn lăn ha, dùng cho anh em dùng rất là lâu hết ha. Anh em lăn một lần anh em lăn lần xé là rất là lâu, để lâu hết ha. Cây rất là xịn, giá là bao nhiêu? 145.000 đó, 145.000 một cái set như thế này ha, một cái set lăn bụi 145.000. Rồi, tiếp theo thì em còn vài cái quạt tản nhiệt đây, có thương hiệu Kunka ha, Kunka sản xuất tại Đài Loan ha, sản xuất tại Đài Loan. Thì những cái con quạt này thì chạy điện năng lượng mặt trời, chạy cái băng tấm năng lượng mặt trời ha. Khi mà anh chạy vậy có thể treo ở đây, nó có hướng dẫn nè. Khi mà anh chị gửi xe ở một cái chỗ mà nắng quá ha, nắng quá nó hầm cái xe mình á, thì anh chị dùng cái con quạt này để em tản nhiệt cho phần nhiệt độ bên trong nó giảm bớt xuống trong cái xe, khi mình vô nó đỡ bị sốc nhiệt ha. Đó thì những cái con quạt này chạy khi mà có năng lượng, mà có ánh nắng nó chiếu vô là nó chạy ha, cứ có ánh nắng chiếu vô là chạy, nắng chiếu vô là chạy. Thì con quạt này á thì cách lắp ráp ở trên này và nguyên vẹn nó thì như này ha, có bát, có đồ đầy đủ, nó có hai cái quạt như này. Đó, cơ bản thì anh chị em sắm khoảng đâu đó khoảng 4 cái ha, 4 cái treo 4 cái cửa xe. Đó thì tản nhiệt rất là tốt. Thì con này giá là 130.000 em ha, 130.000. Đó, một cái con quạt tản nhiệt cho ô tô như thế này. Đó, hoặc các anh chị có thể lắp trong cửa sổ nhà cũng rất là ok ha. Nói chung là lắp ở đâu cũng được, dùng để tản nhiệt bớt cho phần nhiệt độ phòng kính của mình thôi. Rồi tiếp theo còn ở đây còn sót được khoảng 4 mấy pha cà phê ha. Thì ở đây hai con này thì cơ bản nó sẽ không có mất bình đựng nước anh chị. Thì những cái con này hồi xưa em bán rất là chạy ha, bán lần mấy ngàn con. Thì thương hiệu là Nuze ha, và Gia Băng. Thì con này á thì sử dụng viên nén Espresso ha, Espresso anh em bỏ ở đây ha. Khi nó nén cái cà phê xuống, nó thì ra cà phê anh em uống. Thì nó mất có cái bình, chạy điện áp 100V. Này em bán xả ha, xả sát cái con này thì giá là 150 một máy ha, 150.000 một cái máy như này. Tổng cộng em có hai cái xác này ha, hai cái xác máy đây. Rồi tiếp theo em có một cái con máy cũng là máy pha cà phê luôn. Nhưng mà thương hiệu Nescafe ha, Nescafe. Nó dùng cũng là viên nén Espresso luôn. Đó, dùng viên nén Espresso, anh chị em có thể mua trên Shopee ha. Rồi, điện áp cũng là 100V luôn. Cái con này hình thường hay người ta hay gọi là chiên bánh cục ha. Máy pha cà phê chiên bánh cục. Đó, thì em để giá là 250 một con máy ha. Rồi, cái máy này thì máy xịn hơn một tí. Nên cái này thì anh em đổ máy pha cà phê rang xay sẵn vô đây ha. Nó sẽ gạt cà phê lưa xuống, nó sẽ pha một cái cà phê ra như pha cà phê đằng trước cho anh chị. Này ha, khi mà pha cà phê ra đây, máy thì mới tinh ha, thương hiệu cũng là Nescafe Gold luôn. Đó. Barista. Đây thôi, em bán đại em cũng không rành cái mảng cà phê này ha, xài điện áp 100V luôn, máy mới tinh, bị rớt mất cái hộp, máy mới tinh. Thì con máy pha cà phê này em để giá cho anh em là
750.000 ha. Máy này máy mới tinh. Đó, nút bấm cảm nút bấm ở trên này. Nước ở trên này. Rồi, ok. Máy giá lớp em là 750 ha, 750. Rồi, tiếp theo ở đây mình còn món ha. Em còn một cái xác máy. Em còn một cái xác máy cắt góc gỗ. Đó, thì cái con này thì xác máy rồi ha, nhưng mà nó vẫn đầy đủ đồ chơi. Giờ các anh chị về anh chị có thể sửa anh chị em có thể quấn là cuộn dây hoặc là chế cháo để thành một con máy ha. Con máy cơ bản bên em con máy này là máy không chạy nên em bán xác ha. Xài điện áp 100V, điện áp zin là 100V. Mọi thứ nó còn ok hết ha. Bàn ha đều quay góc thì rất là còn hết ha anh chị, nhưng mà cơ bản là máy này không chạy ha, thương hiệu Sinco có đi kèm một cái lưỡi. Thì cái xác máy này em để cho giá cho anh em là 350 ha, máy cắt góc ha, để em xem lưỡi là bao nhiêu. Lưỡi là 190 ha anh chị, lưỡi là 190. Mọi thứ còn ok hết ha, mọi thứ là vẫn còn, nhưng mà máy thì đã chết rồi ha, em sẽ bán xác là 350. Rồi cảm ơn quý chị em khách hàng đã xem hết video ha, em hẹn quý anh chị em ở những video tiếp theo.